Xin chào các bạn nhé. Hiện giờ là đã tầm hơn 10 giờ rồi. Chợ cũng đã tan rồi. Bây giờ là anh em tôi phải đi tìm cái gì bỏ vào bụng đã. Bây giờ tôi sẽ đi cùng ông anh đi vào trong một nhà ông cháu để ăn mèn mén nhé. Thưởng thức mèn mén, món mèn mén ở trên bản xem ăn nó như thế nào. Tôi thì cũng có rất nhiều video tự nấu mèn mén rồi. Hôm nay tôi đưa ông anh ở hàng xóm tôi đi trải nghiệm, đi thưởng thức mèn mén ở trong bản xem nó như thế nào. Đi thôi nhờ anh qua đây. Đi nhờ, đi vào trong bản. Anh gọi em cầm này. Đây là bản Mông ở thôn Phiêng Đáy, ở xã Phiêng Luông nhé các bạn nhé. Bản này đa số là người Mông. Cứ đi theo đường này vào thôi anh. Lâu lâu cũng không nhớ, chỉ nhớ đoạn trong này thôi. Ô, hoa đào này. Wow, hoa đào nở rồi các bạn ạ. Sắp đến Tết rồi. Hoa đào nở rất là nhiều nhé. Cái nhà có cái xe xanh xanh kìa. Đấy, tôi có quay ở trên cao để cho các bạn nhìn thấy cái bản này rồi. Ta đi bộ đây. Ở đây có rất là nhiều nhà. Trên này toàn lợp bằng bờ lô thôi các bạn ạ. Đấy, nhà trình tường nhé các bạn nhé. Đây nhà ông cháu tôi. Xin phép các bạn tôi phải cắt bớt video đi. Bởi vì tôi không để ý cái chế độ video nên do vậy nó bị rung quá. Vì vậy tôi cắt bớt đi nhé. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái cách cũng như là các bước nấu mèn mén của bà ở trong bản cho các bạn xem nhé. Đấy, hôm nay hai anh em tôi vào trong bản, vào nhà cháu tôi để thưởng thức món mèn mén nha các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi và thưởng thức món mèn mén cùng gia đình tôi nhá. Ở đây à? Chị dâu. Chị dâu à? Chị dâu, chị hùa. Lúc phát triển nào á. Bà không nói được tiếng Kinh. Phát triển nào á, bọn nó có luôn rừng ni ơ. Cái này mèn mén nha các bạn nha. Đấy, bây giờ vừa mới dấp nước xong. Bây giờ chờ nó ngấm. Chờ nó ngấm xong mới cho vào nồi được. Đây. Cho vào nồi này. Đấy, cũng như cái chó sôi thôi nha. Cái kia hỏng rồi. Chỉ dùng tức là không nên rồi. Hỏng rồi. Trước hay nấu bằng cái kia nhưng mà cái kia hỏng mất rồi. Chắc thủng mất rồi. Nò mỏ Mông cam à? Nò ca. Phải là nò thế này tôi này hả? Phải là nò thế này. Nò ca. Ca là nò ngon. Ăn ngon. Ăn cơm ngô. Đấy. Đây là cái chõ xôi này các bạn ạ. Cứ thế mà đổ vào đây xong là tí đổ xôi. Đổ như đổ xôi thôi. Công đoạn trộn mèn mén cho nó ngấm nước. Nãy ủ rồi bây giờ trộn cho mèn mén nó mềm đấy nhỉ. Nhưng mà mèn mén nó cứng, nó không mềm. Bây giờ sàng. Cái đấy cái vẩy ngô. Cái này là cho tupua. Là cho con lợn ăn. Cái đấy là cái vẩy ngô như là một số cái hạt nó to to là người ta phải bỏ ra.
bây giờ bỏ vào đây để nấu. Nấu mèn mén mất rất nhiều công đoạn, cũng, tương đối là vất vả đấy. Rồi bây giờ mà mang đi đun. À, mang đi đun. Đun ở cái chảo cơ. Ở đây có cái chảo. Phải đập bật đèn flash lên. Nấu mén mén là có nước này. Nước cho vào trong chảo đun đồ này. Đồ như đồ sôi mà nhỉ. Ba nhỉ. Đồ bếp củi. Có phải đậy cái nắp vào không bà? Đậy cái nắp vào ấy. Đậy nắp này có phải đậy vào không? Bây giờ là đun cho nó sôi xong rồi lại đổ ra một lần nữa, sau đấy mới lại vò xong lại cho vào và đun, lúc đấy mới nên ăn được, phải đổ hai lần, phải làm hai lần mới nên ăn các bạn ạ. Ý, bắt đầu nước sôi rồi nhé các bạn nhé. Nó sôi xong là nó bốc hơi lên đây này. Bây giờ là nước ở dưới này nó lên làm chín cái mèn mén. Đấy, xong một lúc lại đổ ra, bắc ra đổ và lại vo, xong lại cho vào nha các bạn nha, các bạn chờ xem nha. Đổ ra rồi à bà? Ừ, đây. À, đổ ra đây cho con lợn nó ăn à? À đây 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 nha các bạn nha. Đun sôi xong lại đổ ra đây, mình vừa đi ra ngoài một tí bà làm xong mới là. Đấy. Bây giờ có còn cho nước vào nữa không? Bây giờ có cho nước vào đây nữa không? Đấy. Bốc hơi. Đấy. Đang nóng. À bây giờ lại cho thêm nước vào. Lại cho thêm nước vào xong là cho nhiều nước phết đây. Hôm trước cháu cho ít nước quá. Cho mình cho nước, ít nước nên là nó hơi khô. Ăn nó không được mềm mấy. Hôm nay xem bà cho liều lượng nước như thế nào. Mai về mình làm tiếp. À, cho nhiều nước hết. Nước. Là mất nhiều công đoạn phết đấy nhỉ. Phải nấu lại hai lần xong rồi bây giờ ủ này. Đấy, bây giờ ủ. Đấy, ủ cho nó khô. À, ủ cho nó mềm. Lại phải thay nước à bà? Không không lấy nước cũ được à? Lại phải thay nước nhé các bạn nhé. Mấy đun rồi không, bây giờ lại phải thay. Các bạn thấy chảo ác không? Sứt rồi. Đun bếp rồi. Bà biết nấu mèn mén từ bao nhiêu tuổi? Lần lâu rồi, xe chầu rồi. À. Mới xe chầu rồi. Từ lúc bé? Xe chầu rồi, tức rồi. À, tức là bà biết nấu từ lúc bé rồi. Xe chầu rồi. Bà không nói được, nhưng mình biết nghe. Mình biết nghe một tí, mình dịch cho các bạn nhé. Tức là bà trước đây toàn ăn mèn mén thôi các bạn ạ. Ngày xưa không có cơm đâu, không có gạo. Nên là ăn từ bé rồi, nên bà biết nấu từ bé rồi.
Bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? Mà xe chậu rồi. Bao nhiêu tuổi? 30 rồi. Hả? 3. Sinh năm 1933 à? 3. 73, bà 73 tuổi. 73 tuổi. Ừ, bà 73 tuổi rồi. 73 rồi. Ừ. Không phải 6 rồi, không 7. Vâng vâng. 73 tuổi rồi. 73 tuổi rồi. Vâng, 73 tuổi. Đây là món rau cải. Món rau cải nương. Có thêm món bánh này bao giờ mới được ăn? Bánh trôi á? Ừ. Tí mới nấu à? Rồi. Tí ăn thử món bánh trôi. Bánh trôi. Rồi, bây giờ là bắt đầu lại vo một lần nữa. Sao mà lần này mới ăn được nhỉ? Lần này mới nò. Ừ. Lần này mới được. Nò tàu. Nò tàu là ăn được đấy. Ừ. Tức là làm hai lần thì mới ăn nó mới ngon, nó mới mềm. Thực ra một lần cũng vẫn được thôi, nhưng mà nó hơi cứng. Và nó chưa ngon. Rồi, phải hai lần nó mới ngon. Đấy. Đi nghe chứ. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình nhé. Đấy. Ừ. Đang xem bà nấu món mèn mén. Đấy. Bữa này là nên ăn rồi đấy. Đun sôi lên là. Ô, bà nấu hơi nhiều sao ấy nhỉ? Yên tâm à. Nấu hơi nhiều. Đấy, lúc đấy nó ít ít, bây giờ nó nở ra to đầy hết cái nồi rồi. Nơi thấy ít ít thôi nhỉ. Đấy, bây giờ nó nở lên này. Nó nở á đấy. Đây là cái này là cái bột đây à? Ừ. Cái này phải cái này mà. Vâng. Đây chính là cái bột mèn mén này các bạn ạ. Cái này chưa nấu. Cái này vừa mới sát cùng cái này này. Đây là công đoạn đun sôi này là chín này. Lâu cái công đoạn là mình trộn nước thôi nhỉ. Thế còn đun này sôi một lúc là chín mà. Đây là vị khách mời ăn mèn mén. Anh quan. Chỉ làm quan chứ không làm dân. Mùa đông ngồi bếp củi sướng nhỉ. Mấy hôm nay nó đỡ lạnh rồi nhỉ. Mấy hôm trước thì tái hết màu luôn. Cái này làm canh gừng chứ? Gà đây này. Canh gừng tí ăn với mèn mén mới ngon nhỉ. Gà canh gừng. Bánh trôi. Chị trả lấy cỏ chuột phải không? Hả? Chị trả. Làm canh luôn được mà. Cho một nồi canh gà canh gừng. Đúng bản sắc.
đúng bản sắc vùng cao, ăn đúng kiểu vùng cao. Đấy, gà canh gừng, gà canh gừng ăn với mèn mén. Thắng cố nữa. Thắng cố. À, có cả thắng cố nữa chứ nhờ. Cái này gừng ở trên này họ trồng được hay là? Gừng tự trồng ấy chú ạ. Vâng. Nghe mới thơm nhỉ. Nước này nó có về thường xuyên không? Có, họ vừa mới cắt ở trên, họ đang dùng ở trên. À. Đầu thì sao vậy hả? Là canh gừng. Cho muối mình chín rồi chưa? To rồi, nó rơi to rồi. To nhá. Ok. À, đi. Xem mèn mén đã chín chưa? Ờ cho xa cho nào, cho xa cho nhà ô cua đó nào, có cái mén cái đó. Mén chín chưa bà? Ừ. Được rồi à? Tao ạ. Tao à? Mén đã chín rồi. Chia chín rồi. Tao tao. Tao. Ừ. Chín nhanh. Ừ, cái ớt này em vừa mới lấy được. Đấy. Ở đây mà. Đấy, đây. Mé đã chín rồi nha các bạn nha. Thử xem nào. Nóng rồi. Được. Mềm thật đấy. Mềm hơn mình nấu. Anh Quang ạ. Mềm hơn mình nấu. Cho vào mồm nó tan ra rồi. Món gà canh gừng. Canh gừng nha. Gà canh gừng nha các bạn nha. Đúng bản sắc cái nước canh này chan mèn mén này. Cái này là món gì đây? Đậu giá. Đậu giá đỗ tương à? Đỗ tương ấy ạ. Đỗ tương hầm xương hầm, nhưng mà xương ăn hết rồi. Hết xương rồi. Hết thịt thì có một ít thịt và đến xương. Đến nước xương. Còn cái này là thắng cố đây à? Trong này thằng cố, còn cái bánh thì thằng vàng. Vâng. Hôm cháu ở nhà cũng ăn trước. Thế đợi đội đấy về lâu lắm. Đây, mọi người xem món thằng cố. Thằng cố bò. Thằng cố nha. Đấy, giới thiệu với mọi người ăn cơm ở trên bản mà có cái mâm này, này. Đấy, kê luôn này. Xong rồi ăn ghế xung quanh nha, giới thiệu với mọi người nha, đây là mâm cơm trên bản nha, cơm mèn mén này, đây là mèn mén này, đây là cơm hạt, đây là canh gà canh gừng, đây là cái món gì đây, dưa chua à? Rau dưa chua này, đây là thắng cố này,
rau cải xào nhỉ. Cái này món măng à đâu, món đậu giá. Còn cái này là đậu đậu cu ve à? Đậu gần giống như đậu răng ngựa ấy nhỉ. Hạt rất là to. Sẽ ăn cơm cùng gia đình. Bà ngồi xuống ăn đấy. Chú phải làm một bát cơm mô đã. Bát cơm mô. Đấy à, mời mọi người ăn cơm mềm mén nhá. Đấy, nó bản sắc. Ba không ngon. Ngồi đây cho ba lên đấy. Cho ba lên hình à? Đi ba ngồi bên đây. Lên rồi. Bên đây. Thì nó mới vào này. Tìm được. Giới thiệu em cả nhà đây là nước nói nha các bạn nhá. Đây là món chính nha. Đây là rượu trong bản, rượu để trên gác bếp này này. Đó. Rượu ngô nha, rượu ngô men lá. Uống bằng Âu luôn. Nặng không? Nặng cơm đi. Mỗi quá. Cho ăn được mén chứ? Cho ăn được mén, tan phát đi. Ăn được mén. Ăn mềm mén này là phải dùng muôi này này mới đúng kiểu. Đấy, ăn cơm đi. Hôm nay cả nhà ăn cơm. Ăn bằng chìa. Ăn bằng bàn cơm. Mời cả nhà ăn mèn mén và ăn cơm trên bản cùng với lại hai anh em chúng tôi với gia đình nhá. Mời mời bà nhá. Cơm trên bản rất là ngon. Món mèn mén là món sở trường đây này. Ôi nhưng mà phải làm một cái này chứ nhỉ? Vâng. Đấy, phải làm một cái này cho nó. Giới thiệu với mọi người đây là nhà cháu Toản. Ông cháu. Đây là bà của Tỏa đây. Đây là bà. Bà nói tiếng phổ thông không được nhiều nên là anh em thông cảm nhá. Đây là anh Quan, thằng xóm. Nó hả? Ồ mẹ mẹ hả? Sao xây nó? Sao xây bà. Cảm ơn bà nấu mềm mén cho cháu ăn nhá. Đấy. Ngon quá. Được đấy. Không đâu. Không nằm một thế. Ồ, rượu này. Khoảng 30 lít nhé. Còn 30 lít rượu này nữa à? Được đấy nhỉ. Ăn mềm mén bàn nấu. Em khác mềm mén với mình không? Ăn cơm đi. Đấy, ăn thử thấy mềm lắm à. Vừa ấy, nó ngon. Trước chú cũng tự nấu nhưng mà không được mềm như này. Chú dám cho nhiều nước này. Nghe thấy bà cho nhiều nước mà. Ngon đấy. Ngon. Ăn thịt gà. Chị mới chín rồi, nó chỉ chua thế này. Đây, vào đây đi. Đấy rồi, đây, đấy, đợi em lại chồng mày bảo dọn hàng thì biết dọn xong chưa? Em bảo có điện. Mất hết số điện thoại rồi. Ôi giời, món gì đấy? Món cơm đi. Nhiều món quá, ăn rồi. Thịt lợn. Nó nấu rồi. Đây, một đây. Thế sáng nay điện cho Định là... Điện cho Hùng Tỏa. Đây. Đây là món cơm mềm mén này, chan canh gừng nha các bạn nha. Đấy. Đây là có rất là nhiều món hôm nay. Đây là nhà cháu tiếp đãi ông chú nhiều món quá. Rồi chú cảm ơn nhá. Rồi. Thịt lợn này, thịt gà này, thịt trâu này. Đây là thịt bò sao nhỉ? Đây thằng cố bò đúng không? Đấy. Có
anh em hàng xóm các cháu rất là đông đủ. Đây là món bóc cừ nước nước nói nước bóc cừ làm ngụm ấy. Mới là ông tê tẩn rồi. Đây bột bóc cho nhé. Kẹo của ông cho nhé. Thấy đấy. Ôi ôi nước muối đầm đìa rồi này. Ý, món thịt mỡ này. Món món này ăn với lại mèn mén này mới ngon này các bạn ạ. Chú đi nhanh đây chú nhỉ. Ừ. Thịt mỡ mèn mén này. Chấm với ớt. Đúng kiểu đấy. Đây đấy, làm một miếng. Thịt mỡ mèn mén. Trời mỡ mịn tôm. Đầy mồm đầy miệng thế mới ngon. Đấy, cơm no rượu say à? Cơm no rượu say rồi. À, xin phép kết thúc video tại đây thôi. Đây là bữa cơm ở trên bản nha các bạn nha. Nay mình đi ăn thực tế ở trên nhà ông cháu Tỏa đây. Cơm trên bản ăn mèn mén này, đây là thán cố này, gà canh gừng này, đấy, đầu chúa này, các loại toàn những đồ ăn trên bản thôi. Ê, muốn đấy. Ăn đồ ăn trên bản thì mọi người cứ liên hệ với chú Trường xong đến nhà Tỏa ăn nhá. Anh em mà muốn ăn kiểu dân dã như này thì lên với kênh Trường Lý nha, Trường Lý đưa đi ăn nha. Các bạn thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Rồi, mọi người chào. Rồi, xin chào nha, chào mọi người nha. Chào khán giả đi nha. Rồi. Kết thúc video này.